Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 5 tháng 4 năm 2023, giá phân bón các loại đi ngang sau khi điều chỉnh giảm vào hôm qua. Mặt hàng NPK đang có tin giá giảm nhẹ. Ure Cà Mau 460 đến 500 ngàn, Phú Mỹ 450 đến 490, Bình Điền 460 đến 500 ngàn, Ure Hà Bắc 450 đến 409, Ninh Bình 450 đến 409, Trung Quốc 460 đến 500 ngàn, Ure Indo hạt đục, Ure Malaysia hạt đục và Ure Brunei hạt đục dao động từ 460 đến 500 ngàn. Phân DAP Hồng Hà Xanh giá 1.250.000 đến 1.300.000. DAP nâu ở Trung Quốc 64%, 900.000 đến 930.000 đồng. DAP Trung Quốc vàng 64%, giá từ 1.000.000 cho tới 1.030.000 đồng. Đình Vũ 830 đến 880.000 đồng một bao. Đức Giang 830 đến 880.000 đồng. Philippines 1.200.000 cho tới 1.250.000 đồng. DAP Nga đen 64%, giá từ 1.000.000 cho tới 1.050.000 đồng. DAP Lào Cai 820.000 đến 870.000 đồng. Hàn Quốc đen 1.350.000 đến 1.450.000 đồng. Phân Kali Miễn Cà Mau 700 đến 750.000, Phú Mỹ 609 đến 703, Ba Con Cò 708 đến 802, Canada Miễn 608 đến 703, Israel bột 650.000 đến 680.000 đồng, Israel trắng giá từ 800 đến 850.000, Belarus bột 650 đến 680.000 đồng, Belarus miễn 608 đến 703. NPK 16-16-8 Bình Điền 709 đến 804, Cà Mau và Phú Mỹ 708 đến 803, Ba Con Cò 900 đến 950, Việt Nhật 765 đến 800.000, Saramila Complex 12-11-18 660 đến 700.000 đồng bao 25 kg, Hàn Quốc 16-16-8 cộng 9S 650 đến 700, 16-16-8 TE Việt Nhật 920 đến 970. Phân NPK 20-20-15, Ba Con Cò 1.050.000 cho tới 1.100.000, Bình Điền 1.050.000 cho đến 1.100.000, Sông Danh 1.150.000 đến 1.100.000, NPK 20-20-15 TE Bình Điền 1.000.000 đến 1.050.000 đồng. Phân Lân, Xích Bê Lân Long Thành 202 đến 208, Lân Văn Điển 250 đến 209. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân Ure Cà Mau 503 đến 506, Phú Mỹ 502 đến 550.000, Bình Điền 502 đến 550, Ure Hà Bắc 502 đến 503, Ninh Bình 502 đến 550.000, Trung Quốc 530 đến 550.000. Phân DAP Hồng Hà Xanh giá 1.250.000 đến 1.300.000. DAP nâu ở Trung Quốc 64%, 900.000 đến 930.000 đồng. DAP Trung Quốc vàng 64%, giá từ 1.000.000 cho tới 1.030.000 đồng. Đình Vũ 830 đến 880.000 đồng một bao. Đức Giang 830 đến 880.000 đồng. Philippines 1.200.000 cho tới 1.250.000 đồng. DAP Nga đen 64%, giá từ 1.000.000 cho tới 1.050.000 đồng. DAP Lào Cai 820.000 đến 870.000 đồng. Hàn Quốc đen 1.350.000 đến 1.450.000 đồng. NPK 20-20-15 TE Bình Điền 975.000 cho đến 1.050.000 đồng. 20-20-15 Bình Điền 930.000 cho đến 970.000 đồng. 20-20-15 Ba Con Cò 1.050.000 cho đến 1.200.000. 20-12-7 TE Bình Điền 950.000 cho đến 980.000 đồng. 18-86 Việt Nhật 870 đến 900.000. 18-86 TE Việt Nhật 803 đến 808. 16-8-14-12S Việt Nhật 850 đến 900. 14-14-14 Philip 1.010.000 cho đến 1.050.000. 15-5-10-14S Lào Cai 560 đến 601. 16-88 Phú Mỹ 801 đến 850.
16168 cộng 13S cộng TE Phú Mỹ 850 đến 890, 2055 Bình Điền 700 đến 740, 17199 cộng TE Phú Mỹ 809 đến 940, 18422 TE Bình Điền 907 đến 1.010.000 đồng, 17718 TE Cà Mau 804 đến 808, 17717 TE Cà Mau 850 đến 808, 17159 TE Phú Mỹ 803 đến 807, 16168 Hà Lan 700 đến 707, Phân Lân Văn Điển 204 đến 209, Lân Lâm Thao 204 đến 207, Lân Đen 201 đến 206, NBK 16168 Cà Mau và Phú Mỹ là 804 đến 809, Việt Nhật là 800 đến 806, Philip Korea 850 đến 900 ngàn, 16168 TE Philip Korea 806 đến 900, Phân Cali Cà Mau và Phú Mỹ là 900 đến 908, Cali Bột Phú Mỹ là 907 đến 1.030.000 đồng, Phân SA, SA Nhật 308 đến 450 ngàn, SA Trung Quốc 450 đến 408, SA Đài Loan 402 đến 407. Ở khu vực miền Trung, phân Ure Cà Mau 503 đến 506, Phú Mỹ 502 đến 550 ngàn, Bình Điền 502 đến 550, Ure Hà Bắc 502 đến 503, Ninh Bình 502 đến 550 ngàn, Trung Quốc 530 đến 550 ngàn. NBK 20-20-15 song danh 1.035.000 đến 1.090.000, đậu trâu 1.070.000 đến 1.150.000, bông lúa 904 đến 908, ba con cò 1.110.000 đến 1.150.000. NBK 16-16-8 Cà Mau 707 đến 801, Phú Mỹ 706 đến 800, Lào Cai là 800 đến 804, đậu trâu là 802 đến 850, Lâm Thao là 801 đến 808, Việt Nhật là 802 đến 850. NBK khác 16-88 Phú Mỹ 708 đến 802, 15-50-14S Lào Cai 508 đến 602, 20-12-7 TE Bình Điền 900 đến 950, 19-16 Sông Danh 802 đến 850, 20-66 Ninh Bình 707 đến 802, 13-13-13 Lâm Thao 802 đến 850, 16-8-16 Phú Mỹ 803 đến 808, 16-8-8 Lâm Thao 800 đến 850. Phân Cali Miễn Cà Mau 700 đến 750 ngàn, Phú Mỹ 609 đến 703, ba con cò 708 đến 802, Canada Miễn 608 đến 703, Israel Bột 650 ngàn đến 680 ngàn đồng, Israel Trắng giá từ 800 đến 850 ngàn, Belarus Bột 650 đến 680 ngàn đồng, Belarus Miễn 608 đến 703. Phân Lân, Lâm Thao 250 đến 209, Lào Cai 204 đến 208, Văn Điển 250 đến 209. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phân Ure Cà Mau 503 đến 506, Phú Mỹ 502 đến 550 ngàn, Bình Điền 502 đến 550, Ure Hà Bắc 502 đến 503, Ninh Bình 502 đến 550 ngàn, Trung Quốc 530 đến 550 ngàn. Phân DAB Hồng Hà Xanh giá 1.250.000 đến 1.300.000, DAB nâu ở Trung Quốc 64%, 900.000 đến 930.000 đồng, DAB Trung Quốc vàng 64%, giá từ 1.000.000 cho tới 1.030.000 đồng, Đình Vũ 830 đến 880.000 đồng một bao, Đức Giang 830 đến 880.000 đồng, Philippines 1.200.000 cho tới 1.250.000 đồng, DAB Nga đen 64% giá từ 1.000.000 cho tới 1.050.000 đồng, DAB Lào Cai 820.000 đến 870.000 đồng, Hàn Quốc đen 1.350.000 đến 1.450.000 đồng. NBK 13-13-13 TE Bình Điền 806 đến 809, 16-16-8 Việt Nhật 802 đến 850, 16-16-8 TE Việt Nhật 806 đến 809, 16-16-8 ba con cò 809 đến 902,
16-16-8 Phú Mỹ 802-850, 16-16-16-3 Con Cò 803-808, 16-16-8 Lộc Điền 803-807, 16-88 Phú Mỹ 800-804, 16-88 Lâm Thao 801-850. Phần Lân Lâm Thao 207-301, Lân Lộc Điền 209-304, Văn Điển đến 250 và 280. Phần Cali Miễn Cà Mau 700-750.000, Phú Mỹ 609-703, Ba Con Cò 708-802, Canada Miễn 608-703, Israel Bột 650.000-680.000 đồng, Israel Trắng giá từ 800-850.000, Belarus Bột 650-680.000 đồng, Belarus Miễn 608-703. Giá tham khảo trên mỗi bao 50kg mua bằng tiền mặt nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.